Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến Bắc Kinh hôm 18 tháng 10 thực hiện chuyến thăm 4 ngày. Ông Duterte hứa hẹn sẽ cải thiện quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa hai nước. Tháp tùng ông là 250 doanh nhân Philippines. Đài CCTV hôm 18 tháng 10 đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Duterte, trong đó ông nói: "Hy vọng duy nhất của Philippines về mặt kinh tế, tôi sẽ thẳng thắn với quý vị, chính là Trung Quốc." Ông nói thêm: "Có đến 1/4 dân số của chúng tôi là người gốc Trung Quốc." Liệu việc Philippines dưới quyền ông Duterte trở nên thân thiết hơn với Trung Quốc có gây ra khó khăn gì cho Việt Nam? Giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine ở Hoa Kỳ đưa ra nhận định với VOA. Nghĩ không có gây khó khăn gì đến cho Việt Nam hết. Trước khi ông ta đi Trung Quốc, ông đã đi Việt Nam, thì ông đã ký kết một số về vấn đề an ninh trong khu vực. Khi mà ông sang Việt Nam mà ông đã nói về vấn đề an ninh trong khu vực như thế, thì là ông muốn chứng tỏ cho các nước trong khu vực là ông sẽ không làm gì mà phá quấy. Đằng khác đi nữa, khi mà trước khi ông đi thăm Trung Quốc, thì ông đã nói là ông chỉ sẽ thương lượng và đàm phán với Trung Quốc trên căn bản của luật biển. Ông không nói đến là cái phán quyết của PCA để cho Trung Quốc khỏi mất mặt, nhưng mà ông nói là ông sẽ không bao giờ nhượng bộ Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền đảo của mình. Bình luận về thái độ hòa hoãn hiện nay của ông Duterte, giáo sư Long, nhà nghiên cứu về châu Á và Biển Đông, nói: "Thái độ của ông Duterte là chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì trong khi mà có bầu cử ở nước Mỹ nó chưa ngã ngũ, thì ông không muốn làm vấn đề gì mà để khiêu khích Trung Quốc. Ví dụ như vấn đề PCA Philippines là họ đã thắng rồi, thì bây giờ là họ chỉ không muốn cho Trung Quốc mất mặt thôi, chứ không phải họ làm cái gì mà sẽ gây bất an ninh cho trong khu vực hay là có bất lợi cho Việt Nam. Họ cũng chưa đòi hỏi Việt Nam nói về vấn đề chủ quyền của các đảo mà hiện nay đang ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, thì là thấy rõ ràng là họ rất là trái nghĩ."